Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Trí để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Em chào anh. Dạ em chào anh Tấn. Em hôm nay em có về một số mai phôi với số mai tàn ha, giao lưu đến cả nhà ha. Địa chỉ của em là ấp An Lạc Trung, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0352790815, cũng là Zalo của em luôn cả nhà. Rồi. Dạ. Rồi đầu tiên vô cây số 1. Là một phôi ha. Một phôi. Này mày vàng những cái gì? Rồi chiều cao 86 luôn anh. Rồi 86 của anh. Rồi đây đi. 29 của anh ơi. Rồi 29. Rồi độ sổ. Sổ nhẹ luôn anh ơi. Sổ 25. Rồi xây luôn. Rồi quý vị nghĩ kỹ đường thân ha. Để luôn. Rồi tổng thể quý vị xem trước đi ha. Rồi để đây quý vị. Nguyên bị quá xá và xa. Đó, cộng to không ha. Rồi giá luôn nhiêu đây anh? Dạ số 1 4,5 triệu luôn anh. Rồi bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên mã số 2 luôn quý vị ơi. Khiêng nó kêu không nổi ấy mà. Rồi mã số 2 chiều cao. Rồi số 2 chiều cao lên đây 78 anh ơi. Rồi 78 cao. Rồi hoành luôn 35 anh ơi. Rồi 35 hoành. Xây luôn này quý vị. Quý vị nghe kỹ nha. Rồi để đây quý vị. Để bàn ha. Xe điệu. Còn to ha. Giao luôn nhiêu đây anh? Số 2 3,8 triệu luôn anh ơi. Rồi 1,8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi chữ mã số 3. Rồi chiều cao 39 luôn anh ơi. 39. Rồi cái quanh 32 anh ơi. 32. Rồi có cái sổ nhẹ luôn. Sổ nhẹ ha. 20 đây. Rồi xây luôn. Em này có cái cũ ha, có cái rễ bự uống qua đây ha. Đây rễ này. Rồi cho luôn như đây anh. Số 3 2,1 triệu luôn anh. Rồi 2,1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục con quý vị. Mình lên mã số 4 luôn ha. Rồi mã số 4 chiều cao 88 luôn anh ơi. Rồi 88 cao. Quanh 20 anh ơi. 20. Em này già cây dữ ha. Sần sùi rồi đó anh ơi. Vì cái độ già em nó ha. Đây đặc biệt là cái đoạn ngay chỗ cái cổ này, mặt kia, bên kia. Nữa. Rồi chừng. Đây, chị thấy cái độ già của nó hay sần sùi ha. Quá xa. Để nó đây ha. Đây nè. Rất có duyên. Sần sùi giống như cái thanh ở trên ha. Đó, để quý vị. Cái này nhìn già cây ha. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Số 4 3,5 triệu luôn anh ơi. Rồi, 3,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mình tiếp tục mình lên mã số 5 luôn. Nặng nha, ba người khiêng lên mới nổi. Ôi. Số 5. Rồi, chiều cao 110 luôn anh ơi. Rồi 110. Hoành luôn. Hoành 30 luôn anh ơi. Rồi 30. Rồi quý vị mình nhét kỹ đường thân tay cành nha quý vị. Tổng thể dán nó luôn ha. Đây, đoạn tay cạnh nè. Rồi, thân cũng lắc này ha. Rồi, để đây quý vị. Để này có một số quý vị gọi là trứng hay gì nè ha. Số trứng à. Số trứng đó quý vị, lục cục đó ha. Đây ha, con số trứng ha. Rồi, giao luôn như đang. Số 5 3,9 triệu luôn anh ơi. Rồi 3,9 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 6 luôn. Hai người. Rồi mã số 6. Rồi cho chiều cao em nói luôn. 90 đây. Rồi cao 90. Rồi quanh 38 anh ơi. 38 quanh. Rồi xây luôn. Rồi quý vị nghe kỹ nha quý vị. Rồi xuống cu đế ha. Em này cũ như củ mì vậy ha. Ở phần ha. Này có cái vết sẹo ngay đó nha quý vị. Vết sẹo. Rồi. Sắp liền rồi. Rồi giao luôn như đây anh. Số 6 2,5 triệu này. Rồi 2,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên mã số 7 luôn. Cái này cũng bự rồi ha. Đưa. Rồi mã số 7. Rồi chiều cao. Cao 110 luôn đây. Rồi 110. Rồi hoành luôn. 43 anh ơi. 43 hoành. Rồi xây luôn. Quý vị nghe kỹ nha quý vị. Đó, tay cành là thân thế quý vị nghĩ kỹ ha, nghĩ đế luôn ha. À, vậy là quý vị đã thấy hết rồi em nói rồi ha. Rồi để đây để lực luôn ha, hết sức cái bệ đế ha, cộng to không rồi quý vị. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? 7 3,8 luôn đây. Rồi 3,8 triệu. Rồi xuống cây. Rồi chuẩn bị mình lên số 8 luôn. Rồi mã số 8 nè. Rồi chiều cao 50 đây. Cao 50. Rồi quanh 45 anh ơi. 45. Rồi gì nghĩa ha. Rồi cho luôn nhiêu đây anh? 2,5 triệu anh ơi. Số 8 2,5 triệu. Rồi ok. Rồi tiếp tục mình lên mã số 9 luôn. Rồi mã số 9. Rồi chiều cao. Cao 98 anh ơi. 98. Hoành 33 anh ơi. 33 hoành. Rồi xây luôn. Rồi xuống đế nha quý vị. Rồi cho luôn như đây anh? Số 9 2,6 triệu luôn anh ơi. Rồi 2,6 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 10. Rồi cao luôn. Số 10 108 luôn anh ơi. Rồi quanh. Hoành 25,5 25 lên đây. Rồi tính 25. Rồi xây luôn. Rồi đế nha quý vị. Rồi cho luôn như anh? Số 10 700 luôn đây. Rồi 700. Ok. Rồi lên 11 luôn. Rồi mã số 11. Rồi chiều cao. Cao 56 luôn đây. Rồi vô hoành luôn. Này thằng đa ha. Vẽ cái thằng xè ra hết ý ha. 35,5 triệu. 35 lên đây. Rồi xây luôn. Hôm nay chơi con dê cái thằng xè đẹp nè. Đấy cũng bỏ điều hay nè. Đây nè. Đây này cũng bỏ xuống điều hết đó nè. Rồi giao luôn như đây anh? 11 1,7 triệu luôn đây. Rồi 1,7 triệu. Rồi xuống cây. Rồi lên 12 luôn. Rồi 12 này em này hồng xanh cực mạnh luôn. Rồi cao 70 đây. Cao 70. Quanh 33,5 triệu. 33 đây anh ơi. Rồi xây luôn quý vị nghĩ nè. Tay cạnh luôn ha. Nó cũng nhóc ở trong luôn ha. Mầm thì xanh cực mạnh luôn. Mạnh luôn. Để dưới xe đều hết trơn nè. Còn to nè ha. Rồi cho luôn nhiêu anh? 12 2,8 triệu luôn anh. Rồi 2,8 triệu. Rồi xuống cây số 13 luôn. Đây 13. Rồi chiều cao 49 anh ơi. Rồi hoành luôn. 27 hoành anh ơi. Rồi xây luôn. Rồi đến rồi quý vị. Rồi xây tiếp. Rồi cho luôn như đây 13 700 luôn anh ơi. 700. Rồi xuống cây. Rồi lên 14 luôn. Rồi mã số 14. Rồi chiều cao 90 anh ơi. Rồi. Còn 28 luôn anh ơi. Xây luôn. 28 hoành. Rồi gì nghĩ đấy ha. Rồi cho luôn nhiêu đây anh? 14 800.000 luôn anh ơi. 800. Rồi xuống cây. Rồi phụ lên luôn. Mã số 15 ha. Này cũng mạnh cực mạnh luôn. Mét rưỡi lên mét 6 lên đây. Rồi mét 6. Hoành luôn. 23 lên đây. Rồi 23 hoành. Rồi. Thực hiện ra quá xa luôn nè. Có một cái thân này nó có thân nhỏ ôm ha. Thân nhỏ nó ôm luôn anh. À. Rồi để đều không to. Rồi giá luôn nhiêu đây? 15 1,3 triệu luôn anh ơi. Rồi 1,3 triệu. Yeah. Rồi xuống cây. 15. 6. Rồi, 16 là mà may phôi dảo nha cả nhà. Rồi. Sáng này mà môi phai dạ mai dảo. Phôi mai dảo. Mã số 16. 90 này. Rồi. 22 này. Rồi, xây luôn. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, hỏi giá luôn anh. 16 450 luôn anh ơi. Rồi, xuống cây. Số 17. Rồi, cao luôn. 86 anh ơi. Rồi, hoành luôn. Rồi. 21 hoành anh ơi. Rồi, 21 hoành, hai cành đều ha. Rồi, để nào quý vị. Để cũng đều luôn. Đó. Rồi, giá luôn như đây. 17 450 luôn anh ơi. 450. Rồi, xuống cây. Rồi, 18 luôn. Rồi, cao. Theo 90 10 luôn đây. Rồi. Rồi 18 hoành anh ơi. Rồi 18 hoành. Tay cành đều, đế luôn. À, đế đây cũng bốn mặt có đủ ha. Rồi giá luôn như đây. 18 400 luôn đây. 400. Rồi xuống cây. Rồi lên 19 luôn. Rồi chiều cao. Cao 84 anh ơi. Rồi. 15 hoành anh ơi. Rồi xây luôn. Rồi để luôn rồi quý vị. Rồi cho luôn như đây. 19 300 luôn anh ơi. 300. Rồi xuống cây. Rồi lên 20 luôn. Rồi, 73 luôn anh ơi. Rồi 73. Hoành. 17 hoành anh ơi. Rồi 17 hoành. Rồi đấy, xe đẹp quá ha. Rồi, cho luôn như đây. 20 400 luôn anh. 400. Rồi, xuống cây. Lên 21 luôn. Rồi, chiều cao 90 lên đây. Rồi. 90 cao. Mười tám hoành anh ơi. Rồi, hoành 18. Rồi, để đây. Rồi, cho luôn như anh. 21 450 luôn nè. 450. Rồi, xuống cây. Rồi, 22 luôn. 76 anh ơi. Rồi, 76. Rồi, hoành luôn. 19 anh ơi. Rồi, tay cành đều ha. Hoành 19, tay cành đều. Để luôn. Đó. Rồi luôn như ra 22 350 luôn đây. 350. Mã số 22. Rồi xuống cây. Giờ mình lên một số mai tàn ha. Tàn này trước đi. Ba người lên cho khỏe. Rồi. Ok. Bánh chút. Có lên nè. Rồi, rồi. Mã số mình là mã số mấy đây? Mấy ngày rồi. 23 anh ơi. 3 ha. Rồi cho người cao 2 m mấy đây? 2m2 lên đây. Rồi tầm 2m2. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m7 đi anh ơi. Khoảng 1m7 ha. 6m7 gì đi. Rồi cho cái hoành luôn đi. Ba 32 hoành anh ơi. Rồi hoành 32. Rồi xoay luôn. Kéo cây kia ra xíu vậy. Rồi quý vị nghĩa tay cành ha. Rồi quý vị nghĩa từ đỉnh nha, mình rà xuống nha. Rồi gì tay cành ha, đặt hết đơn ha. Giờ quý vị nuôi vài năm nữa là mấy em này tay cành bự bự ra lực lưỡng luôn. Còn đế nè, bệ ha. Này nhìn cũng già cây quá nè. Già cây lắm anh. Rồi, cho luôn nhiêu đây anh? 23 3,5 triệu luôn anh. 3,5 triệu ship sao anh? Để rồi. Ship 100 km. 100 km đây anh ơi. 100 km. Dạ. Rồi, xuống cây. Ủa anh cha. Rồi qua đây. Rồi, số tiếp theo luôn. Mã số này là 24 không? Là mã số 24 đây quý vị. Rồi em này cao chắc khoảng 2m4 rồi nha quý vị. 2m4, 2m rưỡi gì lên đây. Rồi tầm đó ha. Ngang mét mấy đây? Mét 6 lên đây. Rồi khoảng tầm mét 6. Rồi cho cái hoành luôn đi anh. Ngã dình 36 hoành lên đây. Hoành 36. Rồi quý vị nghĩa tay cành từ đỉnh mình ra xuống nha. Rồi trợ giúp người thân đi ha. Rồi buông đi. Rồi. Tay cành quý vị nghĩa nè. Đó. Bỏ đều hết trơn đi ha. Rồi để đây quý vị ơi. Cái này cũng dữ quá nè. Khuôn mặt có đủ hết trơn ha. Rồi cho luôn như đây anh. 24 5,5 triệu lên ơi. Rồi 5,5 triệu ship vẫn là 100 km ha. Dạ, 100 km đây nè. 23. Rồi. Rồi tiếp tục mình lên cây 25 luôn. Rồi mã số 25 luôn quý vị. Lên ạ. Rồi mã số 25. Rồi cho chiều cao ngang với em nói luôn đi anh. Cao này 2m lên đây. Rồi tán ngang. Tán ngang 1m8 lên đây. Rồi tầm 1m8 ha. 1m8 trở lại đó chứ không hơn. Rồi 1m8 trở lại lên đây. Rồi quanh luôn. Hai 29 quanh lên đây. Rồi quanh 29 rồi xoay. Quý vị nghĩa tay cành em nói nha. Tay cành đây. Ra từ từ quý vị nghĩa kỹ ha. Thân bẻ lắc lắc nè. Rồi quý vị nghĩa động dưới đây ha. Để đẹp ha. Đây quý vị. Mẫu tử luôn anh ơi. Em này đặc biệt có cây tử ở đây nhìn duyên quá ha. Bộ đế cũng rất là đẹp anh ơi. Đây, cây tử bắt đầu nó từ cái rễ này nè. Đó. Rồi, giao luôn như đây anh. 8,5 triệu luôn anh ơi. Rồi, 8,5 triệu. 25 8,5 triệu luôn. Bao ship 100 km ha. Rồi, rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên mã số 26 luôn. Rồi, mai dảo ha. Mai dảo anh ơi. Rồi, chiều cao luôn anh. Cao 1m4 lên đây. Rồi, 1m4. Rồi, hoành luôn. 17 của anh ơi. 17 của anh. Rồi, quý vị mình nghe tay cành ha. Đó, tay cành cũng đặt hết trơn nè. Rồi, đế luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đây anh? 26 450 luôn anh ơi. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 27 luôn. Rồi, chiều cao. 1m rưỡi lên đây. Rồi, 1m rưỡi. Rồi, hoành luôn anh. 20 lên đây. 20 hoành. Rồi, cái gì nhớ tay cành em nói ha. Cành cũng đều quá nè. Rồi, để luôn. Để cộng to to ha. Rồi, cho luôn như đây. 27 550 luôn anh ơi. Rồi, 550. Rồi, xuống cây. Rồi, số tiếp theo 28. Rồi, chiều cao. Cao 1m rưỡi luôn anh ơi. Rồi, 1m rưỡi. Rồi, hoành luôn anh. 20 luôn anh ơi. 20 hoành. Rồi, quý vị nhớ tay cạnh ha. Con này tàng đặt hết trơn ha. Rồi, đế đều luôn. Bốn mặt có đủ hết nè. Rồi, cho luôn như lên. 28 450 luôn anh ơi. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Chính. Rồi, mã số 29. Rồi, mã số 29 này quý vị. Rồi, cao luôn anh. Rồi, chừng ngã. 1m6 luôn anh. Rồi, 1m6 cao. Hoành luôn. 20 hoành anh ơi. 20 hoành. Rồi, quý vị nghe tay cạnh ha. Rồi, để lực quá xá lực luôn nè. Rồi, cho luôn nhiêu đây anh? 29 450 luôn anh ơi. 450. Rồi, xuống cây. Đầu lên 30 luôn ha. Rồi, chiều cao. 1m rưỡi luôn anh ơi. 1m rưỡi. Rồi, hoành luôn. 19 hoành anh ơi. Rồi, xây luôn anh. Rồi, quý vị nghĩa tay cành ha. Mình rà từ đỉnh xuống nha quý vị. Rồi, để luôn ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? 30 350 luôn anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây 31 luôn ha. Rồi, mã số 31 cao. 1m4 luôn ơi. Rồi. Hoành luôn. 19 hoành anh ơi. Rồi, 19. Rồi, quý vị nghe ha. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, cho luôn như đây anh? 31 400 luôn anh ơi. 400. Rồi, xuống cây. Rồi, 32 luôn. Rồi, chiều cao. Cao 1m rưỡi luôn anh ơi. 1m rưỡi. Rồi, hoành luôn. 19 hoành anh ơi. 19. Rồi, quý vị mình nghĩa tay cành ha. Rà từ đỉnh xuống nè. Này cũng tay cành cũng đặt hết trơn nè ha. Rồi, đế dưới xè đều luôn. Đó. Rồi, cho luôn nhiêu đây? 32 350 luôn anh ơi. Rồi, 350. Rồi, mã số 33. Rồi, cuối clip chưa? Cây 33 là cũng cây cuối clip luôn anh ơi. Clip ha. Rồi, cao luôn. 1m rưỡi luôn anh ơi. Rồi, 1m rưỡi. Rồi, hoành luôn. 23 hoành anh ơi. Rồi, xây luôn. Rồi, quý vị nhé tay cành. Tay cành cũng đặt hết trơn nè. Con bố đều là cành to to không đấy ha. Rồi, để luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đây? 33 650 luôn anh ơi. 650 quý vị. Mã số 33 là mã số cuối ha. Rồi em cũng cảm ơn cả nhà ủng hộ em những cái clip vừa rồi ha. Thì cái clip này cả nhà ủng hộ em mạnh tay luôn nha cả nhà. Dạ em cảm ơn cả nhà. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị clip sau.